Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Đặng Thùy Dương, Ngải Độc Trong Căn Nhà Hoang. Mười hai giờ đêm, trong căn phòng dành cho Lan, cô con gái lớn của ông Nguyễn Hữu Khiêm, tổng giám đốc của một công ty lớn ở miền Bắc. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt bồ câu xuống tờ giấy trắng với những dòng chữ nguệch ngoạc ở trên bàn. Những dòng chữ chứa đầy sự uất ức đau đớn của một cô gái tuổi 17, trẻ trung ngây thơ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Và cả từ vĩnh biệt được ghi to, rõ ràng là di thư của cô để lại cho người thân trước khi từ giã cõi đời. Lan cảm thấy mình như người thừa trong gia đình, là người bị bỏ rơi trong mối quan hệ yêu đương với anh chàng người yêu đẹp trai cao to như người mẫu ở trường đại học Bách Khoa. Thế nên cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống nữa. Lan nhìn lại mọi thứ trong phòng mình một lần. Thứ khiến cho cô lưu luyến nhất là tấm ảnh chụp ba người, trong đó có bố, người mẹ đã khuất, và cô khi đó mới lên 10. Bây giờ bố đã có vợ mới và có một đứa con trai mà ông hằng ao ước. Lan giống như người thừa trong ngôi nhà này. Cô muốn đến với mẹ để chấm dứt những đau khổ mà mình đang phải chịu đựng. Cô muốn họ bị ám ảnh, họ phải hối lỗi cả cuộc đời vì đối xử tệ bạc với cô. Lan mở ngăn tủ ra. Trong đó có lọ thuốc mà cô giấu sẵn. Chỉ mấy phút nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn từ bỏ cõi tạm này. Bên tai Lan, cô nghe thấy tiếng nói ma mị của một ai đó. Mau lên, uống đi. Càng nhiều càng tốt, để không còn đau khổ nữa. Hãy đến bên tôi, chúng ta sẽ trả thù những kẻ đã gây ra nghiệp chướng cho tôi và cô. 3, 5, 10, 20 viên thuốc ngủ được đổ vào trong lòng bàn tay đầy mồ hôi của Lan. Nhắm mắt lại, cô run rẩy đưa nắm thuốc vào trong miệng, cầm cốc nước lên uống cạn đi. Từng viên thuốc trôi xuống cổ họng, Lan cảm thấy cơ thể của mình nặng dần. Đôi mắt cô cũng dần nhắm lại, nhưng vẫn kịp nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước mắt mình. Cô ta đưa tay ra đỡ lấy Lan, rồi cả hai đi thật nhanh ra khỏi căn phòng của cô, lướt đi như một cơn gió trong đêm tối lạnh lẽo. Lan biết đây chỉ là linh hồn của cô, còn thể xác vẫn ở trong căn nhà không có sự gắn kết giữa cô và ba thành viên còn lại. Sáng mai, họ sẽ phát hiện ra cô đã chết, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của họ. Liệu họ có đau buồn không, dù chỉ một giây, hay là sẽ vui mừng sung sướng? Chuyện ấy dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa rồi. 5 giờ sáng hôm sau, ông Kim dậy sớm tập thể dục, thói quen không thể thiếu mỗi ngày trước khi ăn sáng, sau đó mới đến công ty. Dạo gần đây ông thấy tinh thần của mình thật sảng khoái, bởi vì đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ bất chính với nhân tình mà không để cho ai trong gia đình biết hết. Và ở nhân tình cũng ngoan ngoãn, ngậm miệng ăn tiền và hứa sẽ không gây rắc rối gì cho ông. Vốn là một doanh nhân thành đạt, lại có vẻ bề ngoài lịch lãm, thế nên ông Kim năm nay dù đã sắp xỉ 50 nhưng vẫn rất thu hút phái nữ. Những nhân viên trong công ty cũng như đối tác rất ngưỡng mộ ông, coi ông là hình mẫu của doanh nhân trí thức và thành công. Chẳng phải ông vừa cưới được một người mẫu xinh đẹp nổi tiếng đó hay sao? Đó là minh chứng lớn nhất cho sự thành công và nổi tiếng của ông. Vì cô người mẫu đó chỉ mới 22 tuổi, hơn Lan 5 tuổi, và đang được giới trẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Cô ta lại vừa sinh cho ông một cậu con trai, điều mà người vợ trước đây không làm được. Như vậy là ông đã có đủ nếp đủ tẻ, điều mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Sự nghiệp, gia đình, danh tiếng, ông Kim đã có tất cả.
có lẽ ông ta sẽ sống yên thêm vài năm nữa rồi về hưu, hưởng hạnh phúc bên người vợ trẻ và hai đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn của mình. Một buổi sáng thức dậy, ông Kim luôn cảm thấy tự mãn và tràn đầy hứng khởi. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Tập thể dục xong, ông vào phòng ăn, yêu cầu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. 10 phút sau, một tô phở nóng được bưng ra, tiếp theo là một đĩa quẩy, một ly nước cam. Ông Kim tự tốn ăn uống, vừa ăn vừa nghe tin tức liên quan đến chứng khoán, kinh doanh, bất động sản. Rất hài lòng khi biết được mảnh đất mình vừa mua đang tăng giá. Ăn xong, ông lấy điện thoại ra kiểm tra email, dặn dò nhân viên những công việc quan trọng, sau đó lên phòng thay đồ để đến công ty. Ông không quên nhìn vào căn phòng nhỏ của đứa con trai mới sinh, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn ngắm nó ngủ say. Nó có vầng trán rộng, đôi mắt sáng và những ngón tay dài giống hệt như ông ngày còn bé. Thế nên trong tương lai, nó sẽ trở thành một doanh nhân giống như ông. Ông cũng không quên đặt lên trán của người vợ một nụ hôn rồi mới xách cặp đi làm. Đi qua căn phòng của Lan, ông chỉ liếc nhìn thật nhanh, không nghĩ rằng con gái mình đã qua đời, rồi đi thẳng xuống cầu thang, vào trong gara lấy xe đi làm. Ra khỏi nhà được mấy trăm mét, ông Kim ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con gái đang đứng bên vệ đường. Kỳ lạ là Lan vẫn mặc đồ ngủ, điều mà con gái ông không bao giờ làm khi ra khỏi nhà. Ông toan dừng lại để xuống hỏi xem tại sao con gái lại dậy sớm như vậy. Nhưng đúng lúc ấy, ông có điện thoại từ đối tác, cho nên quyết định đi thẳng, cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Trưa nay ông có một cuộc gặp quan trọng với đối tác, mọi thứ cần phải được chuẩn bị chỉnh chu. Từ lúc kết hôn với người vợ trẻ, ông Kim dường như vất vả hơn trước rất nhiều, vì ông phải đảm bảo khả năng cung cấp tài chính cho cô, nếu không cô sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi dù hai người đã có con chung. Hơn nữa, lý do ông cưới người vợ này cũng là vì muốn xây dựng hình ảnh của mình trong mắt đối tác. Sự nổi tiếng của cô có thể mang lại cho ông nhiều lợi ích hơn. Chẳng phải khi mang bầu được 4 tháng, cô đã giúp ông quảng bá sản phẩm hay sao? Nhờ sự xuất hiện của cô mà doanh thu bán hàng đợt đó tăng thêm 30%. Vốn là một doanh nhân có tầm nhìn xa, ông Kim đã lên kế hoạch cho vợ mình ngay sau khi cô kết thúc thời gian ở cử. Với ông, mối quan hệ nào cũng phải đem lại lợi ích, nếu không ông sẽ chấm dứt nó ngay. Con gái của ông, dù sở hữu một chiều cao lý tưởng, nhưng không may khuôn mặt lại không được xinh đẹp, sau này cũng sẽ phải phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành người mẫu cho công ty, hoặc phải học thật giỏi để điều hành với ông. Ông cũng đã lên kế hoạch cho từng người cả rồi, họ bắt buộc phải nghe theo lời ông, nếu không ông sẽ tự mặc hoặc có cách trừng trị thích đáng. Nhiều người nói ông là một người đáng sợ, nhưng nếu không như thế, sao ông thành công được như ngày hôm nay? Ông đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì những người đồng hành với ông cũng không bao giờ phải chịu thiệt. Nghĩ vậy, ông Kim mỉm cười khi đọc tin nhắn của người vợ trẻ, mà nội dung là xin ông mua cho một chiếc túi xách mới. Thế nhưng tâm trạng của ông nhanh chóng thay đổi đi khi đọc được tin nhắn của con gái gửi tới tối qua. Lan muốn xin phép ông mua cho mình một bộ mỹ phẩm trong việc học makeup. Cô muốn học trang điểm, chứ không muốn đi theo con đường kinh doanh như ông đã định. Điều này làm cho ông bực bội. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ông nhắn tin trả lời con gái. Con nên tập trung vào việc học, bố đã nói rất nhiều lần rồi. Và sau tin nhắn đó, ông Kim đã chuyển khoảng 300 triệu vào tài khoản của người vợ trẻ để cô mua túi xách mà mình thích. Đến công ty, ông bước vào phòng riêng của mình, không quên yêu cầu thư ký mang hồ sơ và những giấy tờ cần thiết để ông xem xét. 15 phút sau, nữ thư ký xinh đẹp mang vào những giấy tờ mà ông yêu cầu, kèm theo đó là một ly cà phê nóng. Sếp có cần gì nữa không ạ? Không, cô ra ngoài đi, cần gì tôi sẽ gọi. Tiếng cửa gỗ đóng lại, nữ thư ký ngoan ngoãn làm theo lời ông Kim, để lại sự yên lặng tuyệt đối cho vị doanh nhân quyền lực.
Nửa giờ sau, ông đang chăm chú nghiên cứu những hồ sơ giấy tờ. Điện thoại rung lên khiến cho ông dừng lại, liếc nhìn vào màn hình. Từ lúc đến công ty tới giờ, ông đã nhận được gần 10 cuộc gọi rồi, nhưng đây là cuộc gọi duy nhất của người giúp việc nhà ông. Khẽ chần chừ, rồi ông quyết định mặc kệ để tiếp tục đọc hồ sơ. Ông nghĩ chắc cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu. Thế nhưng sau khi cuộc gọi đầu tiên kết thúc, người giúp việc lại tiếp tục gọi lần thứ hai. Ông Kim cau mày tỏ ý bực bội, không hiểu bà già đó có chuyện gì mà gọi ông liên tục như vậy. Một lần nữa ông mặc kệ, lật trang hồ sơ khác để đọc. Một tin nhắn gửi đến sau khi cuộc gọi này không được ông nghe, là Hoa, gia sư của Lan gửi đến. Ông nhăn mặt cầm điện thoại lên, và trước mắt là một dòng chữ khiến cho ông sững người. Lan chết rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông Kim còn chưa kịp định thần lại sau dòng tin nhắn ghê sốc đó, thì lúc này ông nhận được cuộc gọi từ vợ mình. Không một giây chần chừ nữa, ông ấn nút nghe. Con tự sát bằng thuốc ngủ rồi, anh mau về đi. Em nói cái gì? Em đang giỡn không phải không? Trời ơi, chuyện như thế này làm sao dám bị đặt chứ. Ông Kim lúc này mới nhận ra tính quan trọng của câu chuyện, ngay lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, chạy như bay ra thang máy. Nhân viên công ty nhìn thấy ông thì lễ phép chào hỏi, nhưng ông không để ý tới ai. Ông ấn thật mạnh vào những nút trên thang máy, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Thang máy hôm nay sao chậm quá. Nhân viên nhìn sếp mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người còn hỏi: Sếp à, có cần em giúp gì hay không? Không. Ông Kim trả lời bằng giọng bực bội. Thang máy mở ra, từ trong đó vài ba người bước ra. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy nét mặt của ông Kim. Bình thường ông ấy rất điềm tĩnh, tại sao hôm nay lại hành động nóng vội như thế? Ông Kim dường như không quan tâm đến thái độ của những người đó. Ông bước vào thang máy và ấn nút để đóng cửa lại thật nhanh. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có người sử dụng thang máy, khiến cho ông cảm thấy bực tức. Trong đầu ông đang xoay vần những câu hỏi: tại sao Lan lại tự sát? Có phải nguyên nhân vì ông ngăn cấm nó học make up hay không? Nó tự tử vào lúc nào? Rõ ràng mấy tiếng trước ông còn nhìn thấy nó đứng ngoài đường gần trạm dừng xe buýt mà. Ông Kim gần như mất bình tĩnh với sự ra đi bất ngờ của con. Đến nỗi trên đường về nhà, ông lái xe với tốc độ cao đến mức suýt gây tai nạn. Trở về đến nơi, ông không đưa xe vào gara mà chạy thẳng lên nhà để xem xét. Bên tai ông văng vẳng tiếng khóc của người giúp việc và Hoa, gia sư của Lan. Chi, người vợ trẻ của ông, tỏ ra u buồn. Anh về rồi hả? Em gọi cảnh sát rồi nhưng mà chưa có thấy họ đến nữa. Còn tự sát lúc nào? Rõ ràng sáng nay vẫn nhìn thấy nó đứng ở ngoài đường mà, chỗ trạm dừng xe buýt đó. Em không có biết nữa. Lúc nãy Hoa tới dạy học, em đang dỗ cô Bin ngủ thì nghe thấy tiếng la của cổ. Em chạy sang xem có chuyện gì thì thấy toàn thân con lạnh ngắt rồi. Vừa nói Chi vừa đưa mắt nhìn về phía Hoa như chờ đợi sự xác nhận từ cô. Hoa gật đầu thúc thích mà nói: dạ đúng vậy đó chú, không biết nó chết từ khi nào. Thuốc ngủ bị rơi vãi lung tung, cốc nước thì vỡ nát, toàn thân em ấy cũng đông cứng rồi. Có lẽ chết từ đêm qua đó. Ông Kim thấy tay mình như bị ù đi. Ông nhìn xác con gái nằm bất động, rồi đến bên nó, run run chạm vào nó, bế nó lên toan đưa đi cấp cứu. Thì bên dưới có tiếng xe của cảnh sát vọng lên. Chi vội nói: cảnh sát đến rồi, anh đừng có chạm vào hiện trường. Ông Kim mau chóng gạt đi giọt lệ nóng hổi trên mắt, quay xuống nhà làm việc với cảnh sát. Chi nhìn theo bóng dáng của chồng mà mừng thầm trong bụng. Cô ta cảm thấy vui mừng khi Lan chết, bởi vì tài sản của ông Kim không cần chia cho ai nữa mà sẽ thuộc về mẹ con cô ta. Lúc này những người hàng xóm hiếu kỳ đã xúm đen xúm đỏ hóng chuyện. Mỗi người phỏng đoán một điều, nhưng không có ai biết chính xác chuyện gì xảy ra. Khi biết Lan đã uống thuốc tự tử, người thì nói cô bị thất tình,
người lại nói cô do mâu thuẫn với mẹ kế. Nhưng không ai biết được rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những biến cố kinh hoàng xảy ra với gia đình ông Kim. Pháp y xác nhận Lan đã tử vong vào giữa đêm hôm qua. Ông Kim trợn mắt kinh ngạc. Nếu như thế thì cái người mà sáng nay ông nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ là ma sao? Phía công an lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường cùng với kết quả giám định pháp y, rồi đưa ra kết luận là Lan tự sát, giao thi thể cho gia đình mai táng. Đợi mọi người về hết, Hoa cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lan, thổn thức mà nói: Lan ơi, tại sao em lại dại dột như vậy? Em luôn có chị bên cạnh mà, tại sao lại chết vì anh ta? Một người không xứng đáng với em chứ. Ông Kim nhìn Hoa bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông biết chuyện con gái mình có quan hệ tình cảm với một thanh niên xuất thân ngoại tỉnh đang học đại học bách khoa. Ông đã có ý ngăn cấm, nhưng Lan vẫn lén lút quan hệ với người đó. Có lẽ cậu ta đã làm gì có lỗi với con bé, dẫn tới nó gây ra chuyện dại dột này. Ông nhìn nét mặt của Lan thật lâu, sau đó đẩy chiếc khăn che mặt lại, rồi nói với Hoa: Ra ngoài, kể cho tôi nghe chuyện của Lan với người yêu nó. Hoa lưu luyến nhìn cô học trò của mình thêm một lúc nữa, rồi mới đi ra ngoài cùng với ông Kim. Cô kể cho ông nghe hết toàn bộ chuyện xảy ra giữa Lan và anh chàng tệ bạc kia. Hoa là gia sư dạy kèm toán của Lan, họ thân thiết như hai chị em, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Ông Kim nghe xong thì sa sầm nét mặt. Ông nhất định phải dạy cho tên khốn kiếp bắt cá hai tay đó một bài học ngay sau đám ma con gái của ông. Hoa tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng ông từ chối, nói rằng mình tự lo liệu được. Tận sâu trong thâm tâm, ông Kim biết rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến việc con ông tự sát cũng không hẳn là chuyện tình cảm, mà có thể là vì ông đã ngăn cản chuyện Lan muốn học make up. Nhưng nếu nguyên nhân chỉ có bấy nhiêu, tại sao con gái ông lại dại dột như thế chứ? Ông Kim sau khi đứng ra thu xếp mọi chuyện cho đám tang xong thì mệt mỏi đi thẳng lên phòng làm việc, khóa chặt cửa lại vì không muốn bị ai làm phiền. Ông cũng tắt điện thoại vì đã giao phó mọi việc cho trợ lý và những người khác trong công ty. Ngày mai ông sẽ tổ chức đám tang cho Lan, chính thức tiễn biệt con gái về với mẹ của nó. Bà ấy giờ này ở bên kia thế giới chắc chắn đang rất oán hận ông. Phải, chính ông cũng không thể tha thứ được cho mình vì đã để cho con gái ra đi như thế. Tâm trí của người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Lan. Từ khi cô ra đời cho đến khi bị phủ lớp khăn trắng lên người, bây giờ ông mới nhận ra tình thương mình dành cho Lan nhiều đến chừng nào. Nhưng đã quá muộn để con gái biết được điều đó. Ông cứ thế giam mình trong phòng làm việc cho đến khi trời tối, cho đến lúc nghe thấy tiếng người giúp việc gõ cửa gọi ông xuống ăn cơm. Thế nhưng ông không phản ứng gì, cứ để mặc bà ấy gọi tới mấy lần. Thế giới này dường như đã ngừng hoạt động. Ông cũng không bước ra ngoài cho đến gần sát giờ tổ chức tang lễ cho Lan. Chỉ vì mới sinh con cho nên không cần đến nhà tang lễ, nhưng cũng kịp nói với chồng mấy lời sáo rỗng. Em đã chia sẻ chuyện này lên Facebook của em, nhiều người chia buồn lắm. Em không đi cùng anh được, anh đừng quá đau buồn nha. Ông Kim cũng không nói gì, lẳng lặng rời đi. Bà Thắm, người giúp việc, nói với ông: Ông cho tôi đi cùng chứ, tôi muốn tiễn biệt cô Lan về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà đi rồi thì ai giúp tôi chăm thằng bé đi? Nghe người vợ trẻ nói, ông Kim vất tay ra hiệu cho bà Thắm ở nhà, rồi ông lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng ánh mắt u buồn của bà Thắm. Bà là người giúp việc trung thành lâu năm của gia đình ông, đã ở với nhà ông từ khi Lan mới sinh. Bà không có gia đình riêng của mình, không có con cái, nên bà coi Lan như con gái của mình vậy. Gần đây bà thấy Lan thẫn thờ, bà không biết cô gặp phải chuyện gì nên chỉ biết an ủi mấy lời cho cô khuây khỏa. Không ngờ Lan lại làm chuyện dại dột vào lúc nửa đêm để không ai biết mà ngăn cản mình. Bà chỉ lờ mờ đoán ra rằng nguyên nhân dẫn đến chuyện này
là vì Lan đau buồn chuyện tình cảm và có mâu thuẫn với Chi. Bản thân bà cũng không thể yêu quý bà chủ mới này. Sau khi đám tang của Lan kết thúc, bà sẽ xin nghỉ việc để về quê. Bà năm nay cũng đã 55 rồi, đã dành dụm được một số tiền đủ để dưỡng già. Bà không muốn làm việc vất vả cho người mà bà không có thiện cảm nữa. Bà không lạ gì loại người như Chi. Ngoài mặt thì tỏ ra thương xót con chồng, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Ông bà nói chẳng sai chút nào. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Lúc này ở nhà tang lễ, bạn bè thân hữu, họ hàng và nhân viên của công ty đến dự rất đông. Ai cũng thương cảm cho cô gái 17 tuổi, cũng đưa ra phán đoán về cái chết của cô. Thế nhưng ai cũng chẹp miệng nói, tự sát là dại, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, còn sống còn cơ hội, bố giàu có như thế thì lo gì. Ở bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã, như khóc thương cho Lan, cô gái trẻ xấu số dại dột. Bà Thắm cũng đã xin nghỉ ngay sau khi Lan mất. Không khí trong nhà càng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh. Bà tuy chỉ là một người xa lạ, nhưng sự hiện diện của bà đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình của ông. Khi nghe bà Thắm xin nghỉ làm, ông Kim hứa hẹn sẽ tăng lương, nhưng bà nhất định dứt áo ra đi. Cũng từ đó trở đi, Chi đã thuê người giúp việc khác, nhưng người chỉ làm theo giờ. Người thì mới làm được một tuần thì xin nghỉ. Ông Kim cũng không quan tâm điều đó. Người này nghỉ thì thuê người khác, Chi muốn làm gì thì làm, tiền bạc ông không thiếu. Bây giờ ông Kim đang ở công ty, tập trung giải quyết những công việc còn đang tồn động sau tang lễ của Lan. Mọi người dị nghị về cái chết của con bé. Ông Kim ban đầu còn cảm thấy thương xót cho con gái, nhưng dần dần ông lại cảm thấy chuyện con gái tự sát lại là đang bôi cho trát trấu vào mặt mình. Ông không hiểu tại sao Lan lại muốn tự sát, trong khi cuộc sống đang trong sự sung sướng không thiếu thứ gì. Nếu chỉ vì thất tình hoặc mâu thuẫn với Chi mà tìm đến cái chết thì đúng là thiển cận. Sau khi đám tang kết thúc, ông Kim đã đến gặp người yêu của Lan để nói chuyện. Cậu ta đúng là một người không tốt, nhưng theo lời cậu ta thì hai đứa đã chia tay nhau cách đây mấy tháng vì cậu ta phát hiện ra Lan gian dối, bắt cá hai tay. Xem ra chỉ còn lý do là Lan mâu thuẫn với mẹ kế mà thôi. Ông Kim vẫn nhớ Lan đã phản ứng dữ dội như thế nào khi ông quyết định kết hôn với Chi, một ngôi sao nổi tiếng trong showbiz và chỉ hơn con bé có mấy tuổi thôi. Ông vẫn nhớ Lan đã xin ông ra ở riêng sau khi lên đại học và ông cũng đồng ý. Con bé cũng nói tự mình sẽ kiếm tiền trang trải cho học phí. Ông Kim cũng không phản đối. Tất nhiên ông sẽ tạo ra những khó khăn để Lan phải từ bỏ việc học make up để trở về làm việc cho công ty. Giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu với ông. Bất giác ông Kim nghĩ đến một giả thuyết. Biết đâu Lan đã biết được mối quan hệ giữa ông và Hoa, chị gia sư của nó. Lan đã cảm thấy xấu hổ khi ông quyết định lấy chị. Thế thì việc ông và Hoa có quan hệ trái luân thường đạo lý, đương nhiên Lan lại càng không thể chấp nhận. Có khi nào Hoa là người đã nói cho Lan biết chuyện đó hay không? Nghĩ đến đó, ông lấy điện thoại ra gọi cho Hoa. Em tưởng anh sẽ không bao giờ gọi cho em nữa chứ. Anh muốn cảm ơn em đã đến dự đám tang của Lan. Cảm ơn em đã nhiệt tình giúp đỡ anh thời điểm đó. Không có gì đâu, em cũng cảm thấy có lỗi mà. Anh muốn hỏi em một chuyện. Lan nó có biết chuyện xảy ra giữa chúng ta hay không? Nó làm sao biết được? Em đâu có ngu ngốc mà để cho Lan biết tội lỗi của mình làm với bố của nó chứ. Mà anh đã gặp người yêu cũ của Lan chưa? Anh gặp rồi. Cậu ta phủ nhận mọi chuyện, thậm chí còn nói chính Lan mới là người phản bội lừa dối nữa. Đúng là một kẻ đê tiện mà. Hoa thốt ra lời mắng chửi Khoa, mà không nghĩ đến bản thân mình cũng vì tiền
mà quyến rũ ông Kim. Thôi được rồi, dẫu sao thì Lan nó cũng mất rồi. Ông Kim nói chuyện với Hoa thêm một lúc rồi tắt máy. Ông nghĩ lại thời điểm mình gặp Hoa, vẻ ngây thơ của cô đã thu hút ông. Nhưng ông không dám vượt quá giới hạn, vì đạo đức của ông không cho phép như thế. Hoa ban đầu còn tỏ ra khép nép, nhưng lại bật đèn xanh cho ông. Rồi còn nói với ông rằng mình đã ngưỡng mộ ông từ lâu, chấp nhận làm người tình trong bóng tối của ông mà không đòi hỏi danh phận. Ông cũng không bao giờ có ý định sẽ lấy Hoa, bởi vì khoảng cách tuổi tác là rất lớn. Nghĩ lại cũng thấy mỉa mai chua chát. Hoa và Chi bằng tuổi nhau, thế mà ông lại ruồng rẫy Hoa để cưới Chi. Ông cũng phải mất vài trăm triệu để bịt miệng Hoa. Cô cũng đã hứa sẽ không để lộ ra chuyện này. Thôi thì người chết cũng đã chết rồi, ông không muốn đào xới thêm, cũng chẳng khiến cho Lan sống lại, lại còn khiến cho người sống phải bận tâm. Lẽ ra ông đã có được hai đứa con, nhưng bây giờ chỉ còn một. Sau này Chi sẽ sinh thêm con cho ông, và ông sẽ lại có một gia đình hạnh phúc như trước. Nghĩ vậy ông gọi cho Chi, thì biết được cô đang đi uống cà phê với bạn, còn con trai đang được vú nuôi chăm sóc. Ông tỏ ra không hài lòng, thì Chi nói: "Thời bây giờ đâu phải như xưa nữa. Em ở nhà đã gần 3 tháng rồi. Nếu còn tiếp tục ở nhà nữa, em phát điên lên mất. Con đã có bảo mẫu chăm sóc rồi, anh đừng có lo." Ông Kim cũng không muốn tranh cãi với Chi. Thôi thì cứ để cho cô thoải mái. Nhà đang có chuyện buồn, hai vợ chồng lại cãi nhau thì không khí càng thêm căng thẳng. Thấm thoát đã gần hết 49 ngày của Lan rồi. Ông sẽ mời một vị sư về tụng kinh cầu siêu cho con, sau đó cũng làm lễ cầu an cho cả gia đình. Chi đã từng nói muốn chuyển nhà đi nơi khác. Căn nhà này khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Thế nhưng ông Kim lại không muốn, bởi vì căn nhà này dù sao cũng có phong thủy tốt, mang lại cho ông nhiều điều may mắn thuận lợi. Nhắc đến nhà đất, lát nữa ông phải đi tham quan mảnh đất ông đang dự định mua. Mảnh đất có vị trí rất tốt, trùng hợp là nó ở gần một cái mảnh đất mà ông mua cách đây 2 năm, đang được nhiều người trả giá cao nhưng ông chưa đồng ý bán. Tài sản trong tay ông rất nhiều, thế nên cũng không cần phải vội. Tuy nhiên ông là người làm ăn kinh doanh, nếu thấy cơ hội chín mùi thì phải nắm lấy. Ông nhớ lại lời của một đối tác ông từng gặp cách đây một tuần. Nếu ông bán mảnh đất đó cho họ, họ sẽ luôn trả giá cao hơn giá ông đưa ra 10%. Phải rồi, thêm được 10%, con số đó cũng rất hấp dẫn. Vì thời điểm ông mua nó, chỉ phải chi trả 1/5 cái giá hiện tại mà thôi. Cầm trong tay quả trứng bằng đá, ông Kim suy nghĩ đắn đo thêm một lúc, rồi đứng lên, mặc áo vest đi ra khỏi văn phòng. Chiếc xe BMW của ông lướt đi nhanh trong mưa gió. Ông chỉ mới ra khỏi công ty được 30 phút thôi mà trời đã mưa tầm tã. Đất trời tối đen cùng với mây mù giăng kín. Thế nhưng ông vẫn kịp nhìn lại mảnh đất đó lần cuối. Ngày mai ông sẽ mua nó. Trở về nhà, ông cũng đi ngang qua mảnh đất đang được người ta trả giá cao. Tốc độ của chiếc xe dần chậm lại để ông liếc nhìn nó thật kỹ. Để rồi sau đó ông sẽ bán nó với một cái giá hời. Bỗng ông giật mình khi nhìn thấy một cô gái đứng trên mảnh đất của ông, nhìn vóc dáng có chút quen thuộc. Ông Kim lấy làm lạ khi nhìn lại cảnh tượng đó, bởi vì mảnh đất này nằm ở nơi ít người qua lại. Ông toan đổ xe lại để nhìn cho rõ, thì cô gái đã biến mất, như thể chỉ là một cơn ảo giác mà thôi. Nhìn qua kính chiếu hậu, ông chỉ nhìn thấy mảnh đất của ông bị mưa gió làm cho ngập trũng, chứ nào có người nào khác. Trở về nhà, ông đi vào phòng con trai, thấy nó đang ngủ thì đưa tay cưng nựng mấy cái, rồi quay trở về phòng của hai vợ chồng. Cửa phòng vừa mở, đã thấy Chi ngồi tại bàn trang điểm, xõa tóc trải ra trước gương. Ông hỏi: "Em đang trang điểm sao? Định đi đâu nữa vậy?" "À không, em chỉ chải tóc thôi." Chi vừa nói vừa quay ra nhìn chồng, miệng nở một nụ cười khó hiểu. "Tối nay muốn ăn gì? Người giúp việc đâu rồi?" "Chị đi chợ rồi. Em đã dặn chị mua cá thu rồi."
Ông Kim nhìn Chi, cảm thấy ngạc nhiên khi cô nói như vậy. Trước đây Chi rất ghét loại cá này, tại sao hôm nay lại muốn ăn? Đồng thời ông cũng nhớ đến một chuyện. Lan khi còn sống lại rất thích ăn món này, nhất là khi nó được sốt cùng với cà chua. Ông Toàn lên tiếng hỏi thì Chi lại nói: Em nghe thấy tiếng của con Lan gọi em á. Hả? Em nói gì? Chi không trả lời, tiếp tục ngồi chải đầu, không để ý đến ánh mắt của ông Kim đang chăm chú quan sát mình. Ông Kim nhìn từng hành động của Chi, bỗng cảm thấy cô rất giống người vợ trước đây của mình. Người phụ nữ ấy đã rất yêu thương ông, luôn hết lòng vì ông, đồng cam cộng khổ với ông từ ngày ông chỉ mới là một nhân viên bình thường, rồi dần dần thăng quan tiến chức. Tình yêu của hai người đầy ắp những ngọt ngào, những mộng ước cho tương lai, những hứa hẹn. Thế nhưng khi ông gặt hái được thành công, được thăng tiến, mở được công ty riêng, thì ông đã lãng quên đi sự chờ đợi của người vợ tần tảo, mà sa đà vào những tối ăn chơi bên ngoài xã hội. Ông cũng không hề hay biết về tình hình sức khỏe của bà ấy, hay chính xác hơn là biết nhưng mà không để tâm. Ông thấy người phụ nữ ấy xanh xao gầy gò hơn, nhưng cũng không đưa đi khám mà chỉ nói qua loa: Em nên đi bệnh viện đi, rồi kết quả như thế nào báo anh biết. Người phụ nữ ấy cũng không quan tâm đến sức khỏe của mình, mà chỉ quan tâm đến chồng con. Để rồi cho đến khi bà ho ra máu, đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo bà bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Cả hai người cùng suy sụp. Ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bà. Hết giờ làm, ông liền vào bệnh viện để chăm sóc bà, thậm chí hủy bỏ những chuyến công tác hay những cuộc họp không quan trọng để được ở bên bà nhiều hơn. Hết giờ làm, ông liền vào bệnh viện để chăm sóc cho bà, thậm chí hủy bỏ những chuyến công tác hay những cuộc họp không quá quan trọng để được ở bên cạnh bà nhiều hơn. Bà hạnh phúc lắm. Người ta thấy người phụ nữ đó cười nhiều hơn. Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài được 6 tháng. Ngày bà mất, người ta thấy mắt ông đỏ hoe. Sự ra đi của người vợ hiền để lại cho ông một sự trống trải cô đơn. Ông quyết tâm không đi bước nữa để chuyên tâm chăm sóc cho Lan. Ông đã hứa trước mộ của bà như thế. Thế nhưng những cám dỗ bên ngoài kia khiến cho ông không giữ được lời hứa của mình. 7 năm sau ngày vợ mất, ông kết hôn với Chi, không tính đến những mối quan hệ ngoài luồng. Điều này làm cho Lan không vui, nhưng lại khiến cho những người ngoài cuộc bàn tán. Ông Kim như vậy là đã thủy chung lắm rồi. Vợ mất 7 năm mới lấy vợ khác. Tôi biết có người vợ vừa mới mất, chưa qua 49 ngày đã đưa người khác về ra mắt rồi. Ông ấy là một doanh nhân thành đạt, là ước mơ của biết bao nhiêu người phụ nữ. Thế mà ông ấy có thể sống độc thân lâu như vậy cũng đáng nể đó. Ông ấy phải thành công, tài giỏi thì mới lấy được cô người mẫu đó chứ. Mà cô ta đẹp thật, tôi là phụ nữ mà nhìn thấy còn mê nè. Thế nhưng mà khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá. Cô người mẫu chỉ hơn con gái của ông ta 5 tuổi chứ mày. Ông Kim nghe biết hết những lời bàn tán đó, nhưng cảm thấy hài lòng. Ông đã sống độc thân tận 7 năm, đâu phải ai cũng làm được như ông. Ông phải thành công thì mới có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chứ. Ông Kim vừa nhìn bóng lưng của Chi, vừa hồi tưởng lại mọi chuyện. Ông đã từng rất hài lòng vì những gì mình có, nhưng cái chết của Lan giống như một sự hủy hoại bức tranh hoàn hảo mà ông đang cố gắng tô vẽ. Thời gian có thể khiến cho mọi chuyện trở lại như cũ thôi. Ông hy vọng Hoa sẽ không gây ra chuyện gì. Trong bữa cơm hôm ấy, Chi ăn rất nhiều, khác hẳn với mọi khi. Ồ, hôm nay em có chuyện gì vui sao? Không, em chỉ thấy đói thôi. Tối hôm đó Chi ăn hết 3 chén cơm, sau đó đi vào phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ, không hề quan tâm đến đứa con trai mới sinh. Ông Kim dành thời gian chơi với con, rồi cũng vào phòng làm việc riêng, đến 12 giờ mới đi ngủ. Ông nhận thấy ở Chi có những điều khác biệt, không hiểu là cô đang nghĩ cái gì. Mới hôm qua thôi cô còn ăn uống kiêng khem,
sau đó còn tập thể dục để giữ gìn vóc dáng, qua chơi với con trai, rồi mới tắm và đi ngủ. Có lẽ hôm nay chị mệt nên trong người có chút thay đổi thói quen. Đột nhiên ông cảm thấy bất an. Sự hiện diện của cô gái đó, liệu cô ta có làm gì chi hay không? Là một doanh nhân, tuy tư tưởng rất hiện đại, nhưng ông vẫn có niềm tin vào thế giới tâm linh. Ông biết một sự thật rằng người chết hiện hồn về thường là người trong gia đình, và họ có một điều gì đó muốn nhắn nhủ. Thế nhưng trong trí nhớ của ông, trong gia đình hai bên không có ai chết trẻ, và nhất là càng không bao giờ có chuyện người trong gia đình lại giết hại người thân của mình. Xem ra ngày mai ông phải đến chùa một chuyến mới được. Đêm hôm đó, ông nghe thấy tiếng khóc của đứa con trai, nhưng ông cũng nghe thấy tiếng ru của chị. Ông cảm thấy yên tâm nên không sang phòng con trai để kiểm tra. Tiếng khóc nhỏ dần trong đêm tối, nhưng tiếng hát của chị phải mất một lúc lâu hơn mới ngừng lại. Tiếng bước chân vang lên, chị trở về phòng, nằm bên cạnh ông, không nói lời nào. Lẽ ra như bình thường thì cô đã cất tiếng than phiền về sự quấy quả của đứa con trai. Tiếng thở của chị vang lên đều đều. Cô ngủ ngay 5 phút sau đó. Sáng hôm sau, ông Kim dậy sớm như mọi ngày, tập thể dục và làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thắp hương cho Lan. Sau đó qua phòng con trai để nhìn ngắm nó một lúc rồi mới đi làm. Thế nhưng bàn tay ông vừa chạm vào má thằng bé thì đã vội rụt tay lại. Toàn thân nó lạnh ngắt. Và khi đưa tay lên mũi thì con trai ông đã tắt thở từ lúc nào rồi. Ông vội chạy về phòng đánh thức chị. Chị cũng tỏ ra hoảng hốt. Cả hai vội vã đưa con vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận là đứa nhỏ đã đột tử trong lúc ngủ. Gia đình hãy đưa về mai táng. Lúc này chị mới òa khóc lên, lao đến bám tay bác sĩ, cầu xin cứu giúp con trai cô. Nhưng người ta đáp lại cô bằng ánh mắt bất lực. Ông Kim hỏi: đêm qua anh nghe thấy tiếng con khóc, đồng thời nghe thấy tiếng em hát ru nó mà. Lúc đó con vẫn còn khỏe mạnh phải không? Con vẫn luôn khỏe mạnh từ khi sinh ra. Đêm qua em thấy nó khóc thì mới sang dỗ. Sau khi nó ngủ lại, em không đặt con đàng hoàng trong nôi mới về phòng. Anh đang nghi ngờ em sao? Không, anh không có ý đó. Chúng ta mau đưa con về nhà thôi. Anh sẽ mời thầy cúng về làm lễ cho con. Ông Kim tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra ông cảm thấy rất suy sụp. Hai đứa con của ông mất đi gần như một lúc. Gia đình ông như bị tử thần chờ trực. Trên đường về nhà, chị cứ ôm chặt lấy con trai, khóc sụt sùi. Bỗng nhiên cô căm hận nói: chính là nó. Nó đã hại chết con em. Em nói ai? Nó. Là nó. Em nói gì anh không hiểu. Nó là ai chứ? Nó là con Lan, con gái anh đó. Em thường xuyên mơ thấy nó hiện về. Nó nói với em là nó muốn đưa em trai xuống dưới chơi với nó. Nó còn nói sau khi đưa con em xuống xong, người tiếp theo sẽ là em. Anh ơi, em sợ quá. Em tưởng chỉ là mộng mị quang đường thôi, không ngờ. Chị nói đến đó thì đã khóc lên rưng rức. Có phải em sắp chết rồi hay không? Ông Kim nghe vậy thì lặng người. Lẽ nào Lan muốn bắt mẹ con chị đi thật hay sao? Ông Kim sau khi đưa vợ và con về nhà thì đi thẳng đến chùa Hàm Long, mời sư thầy về cúng cho con trai. Ông sợ rằng nếu như mình chậm trễ thì không những con trai mà ngay cả vợ ông hoặc chính bản thân ông cũng không xong. Ông Kim đi cả quãng đường dài không ngừng nghỉ để đến được ngôi chùa Bát Trùng nổi tiếng ở miền Bắc. May mắn cho ông, khi vừa đến nơi ông gặp được sư trụ trì. Sau khi trình bày hoàn cảnh bi đát của gia đình mình, sư trụ trì đồng ý giúp đỡ ông. Thế nhưng sư cũng nói luôn: những tai họa mà gia đình ông đang gặp phải đều là do bản thân ông gây ra.
tôi có giúp cũng chỉ có thể ngăn chặn cái xấu đi quá xa mà thôi. Lẽ ra tính mạng của ông đã gặp nguy hiểm rồi, nhưng ông không phải là cái đích mà kẻ xấu nhắm đến ngay từ đầu. Trong cuộc sống đó, có những việc xấu không bị pháp luật trừng trị. Thế nên những kẻ gây ra những chuyện đó sẽ bị chính những thứ đen tối tà ma chúng giăng ra để mà hãm hại người khác, bây giờ phản vệ lại. Ông Kim cảm thấy rất xấu hổ trước những lời lẽ sư trụ trì nói, nhưng cũng không có cách nào biện minh cho chuyện mình làm. Ông chờ đợi khoảng một giờ thì sư đi ra, đeo theo một tay nải màu nâu. Chúng ta đi thôi, ông có sao không? Trông nét mặt của ông xấu quá. Người giúp việc nhà tôi vừa gọi điện nói vợ tôi đã lên tầng thượng nhảy xuống rồi. Thiện tài, A-di-đà-phật, cô ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi. Người giúp việc nói là bà ấy phát hiện khi thấy cô ấy nằm bất động, máu chảy rất nhiều, nhưng mà không chết vì có mái tôn nhà bên cạnh đỡ lấy. Tôi hiểu rồi, chúng ta mau đi thôi. Ông Kim đưa sư trụ trì về nhà mình. Trên đường đi, vị sư cứ đọc kinh lẩm bẩm không ngừng. Ông Kim tuy vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng đã an tâm hơn phần nào. Chị không chết, hy vọng cô ấy sẽ qua khỏi. Rốt cuộc gia đình ông đang gặp chuyện gì mà nhiều tai ương lại xảy đến cùng một lúc như thế? Khi ông Kim về đến nhà thì thấy Hoa đã đứng đợi ở bên ngoài. Ông tỏ ra khó chịu trước sự có mặt của cô ta, bước xuống xe liền hỏi: Em đến đây làm gì vậy? Em muốn qua thắp hương cho Lan. Em bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa. Anh chị đi đâu về vậy? Anh đang có chút việc, em về đi, lúc khác rồi đến. Rồi ông Kim mở cửa ô tô cho vị sư trụ trì bước ra. Hoa nhìn thấy vị sư đức hạnh thì lễ phép: Con kính chào thầy. Đúng lúc ấy, Hoa cảm thấy đầu mình đang đau buốt, toàn thân ê ẩm như bị hàng nghìn mũi kim châm vào. Sư trụ trì nhìn qua thì biết cô gái này không bình thường, vì thế lên tiếng ngay: Ông Kim à, mời cô gái này vào nhà đi, chồng cô ấy có vẻ rất mệt đó. Nhưng mà thưa thầy. Sư không nói gì, chỉ nháy mắt với ông Kim một cái. Ông Kim nhíu mày. Những người làm ăn lâu năm như ông nhìn qua là biết sư trụ trì này đang muốn đưa Hoa vào nhà. Tại sao sư muốn làm vậy? Sư trụ trì không nói gì, chỉ nháy mắt với ông Kim một cái. Ông Kim nhíu mày. Tại sao sư muốn làm vậy? Nhưng rồi cũng quay sang Hoa mà nói: Tới cũng tới rồi, thôi em vô nhà ngồi nghỉ một chút đi. Hoa thấy đầu mình đau như búa bổ, cô cho là mình bị phát bệnh, không thể tự về được, đành theo chân ông Kim vào nhà nghỉ trong chốc lát. Ông Kim đưa Hoa vào phòng dành cho khách, kêu cô nghỉ ngơi, rồi đi ra ngoài khóa trái cửa phòng lại. Hoa vừa vào phòng thì nằm ngay lên giường. Cô đã quá đau rồi, tựa như không thể ngồi thẳng được nữa. Ông Kim đi qua phòng đứa con trai, khẽ chạm vào má nó một cái, rồi lại lau nước mắt mà đi ra ngoài. Tôi đã nhốt cô ta vào phòng riêng rồi, thầy có thể giải thích cho tôi biết lý do tại sao lại mời cô ta vào nhà hay không? Sư nhiều mắt nói: Trên cơ thể cô gái này có tà khí, nhất định là cô ta thỉnh ngại độc. Thứ tà khí trên người cô ta trùng hợp với thứ tà khí trong nhà của ông. Nếu như tôi đoán không nhầm, cô ấy chính là tác giả đằng sau những bi kịch này đó. Cái gì? Là Hoa sao? Cô ta không phải là người độc ác như vậy đâu. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Ngồi xuống bên cạnh tôi đi, tôi sẽ làm lễ giải ngải, sau đó ông sẽ biết là có đúng là cô ta hay không. Ông Kim ngoan ngoãn làm theo lời của vị sư. Hai người đàn ông ngồi khoanh chân. Ông Kim chắp tay nghe vị sư tụng kinh. Tiếng kinh được tụng niệm, tiếng gõ mõ vang lên, rồi cả tiếng lần tràn hạt. Sau chừng nửa giờ, ông Kim nghe thấy tiếng la hét của Hoa và cả những tiếng đập cửa
tiếng kêu thét đau đớn. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sư trụ trì ngừng lại rồi nói: cô ta đang bị thứ ngải mình sử dụng để hãm hại ông phản vệ lại. Ông cứ ngồi im ở đây, tôi sẽ tụng niệm thêm 30 phút nữa, cô ta sẽ bị khống chế hoàn toàn thôi. Trong nửa giờ còn lại, ông Kim nghe thấy tiếng đồ đạc bị xô đổ, những tiếng la hét vẫn không ngừng. Ông cảm thấy tức giận và hoang mang, không biết Hoa đã dùng thủ đoạn gì để chơi ngã gia đình ông. Ông rất muốn hỏi sư trụ trì, nhưng không thể ngắt lời ông ấy được. Mồ hôi túa ra khắp người sư, nhưng sư vẫn tụng kinh không ngừng. Tiếng la hét của Hoa cũng nhỏ dần rồi ngưng bặt. Khi sư kết thúc bài kinh thì nói: giờ ông lên xem cô ta như thế nào đi. Ông Kim sau khi bưng nước lên cho vị sư thì mở cửa phòng dành cho khách ra. Thấy cảnh tượng đổ vỡ trước mắt thì sững sờ và phẫn nộ. Thế nhưng ông không nhìn thấy Hoa đâu. Những tiếng hét đó chứng tỏ cô ta phải đau đớn lắm, hay là cô ta đang ở trong phòng tắm. Nghĩ vậy ông bước vào, nhưng bất ngờ bị Hoa trốn sau cánh cửa lao đến tấn công. Cô ta ôm lấy cổ của ông, muốn siết chết ông. Cô ta rít lên từng hồi, cố sức đoạt mạng người đàn ông này. Ông Kim bị tấn công bất ngờ thì giật mình, nhưng cũng không khó khăn gì để có thể khống chế Hoa. Ông quật cô ta xuống đất, giữ chặt tay chân. Ông hỏi: có phải cô đã hãm hại gia đình tôi? Hoa hét lên: ông xứng đáng bị như vậy. Ông xứng đáng không còn người thân nào bên cạnh. Tại sao cô làm vậy? Tôi đối xử với cô tệ lắm hay sao? Ông đối xử với tôi không tệ sao? Ông chơi chán rồi bỏ, như vậy còn dám nói là không tệ sao? Cô Hoa, có phải cô đang hiểu lầm gì hay không? Chính cô là người quyến rũ tôi trước cơ mà. Tiền tôi cũng cho cô đủ, tôi không nợ nần gì cô cả. Thậm chí cô nói cô quý mến con làng, muốn tiếp tục làm gia sư cho nó. Tôi cũng không đuổi mà trả tiền lương cho cô đầy đủ mà. Sư trụ trì đã chậm rãi đi tới. Hoa không ngại ngùng mà nói lớn: ông đối với tôi với ông chênh lệch tuổi tác nên không thể lấy tôi. Vậy mà ông đi lấy con Chi bằng tuổi tôi. Tôi căm hận ông, tôi phải khiến cho ông đau khổ. Ngay từ đầu tôi đã nói, mối quan hệ giữa tôi và cô chỉ là tình và tiền. Tôi sẽ không bao giờ lấy cô, tất cả là do cô ngộ nhận. Bây giờ cô hãm hại hai đứa con tôi, hại vợ tôi suýt chết. Tôi nói cho cô biết, dù Chi có chết tôi cũng không bao giờ lấy cô đâu. Nếu như thế, tôi sẽ giết hết những người phụ nữ ông lấy. Cô! Ông Kim tức giận lắm, toàn bóp cổ Hoa, nhưng bị sư ngăn lại. Giết người đền mạng đó, không đáng đâu. Rồi sư quay qua nói với Hoa: cô không nên tiếp tục làm điều ác nữa. Cô không sợ mình sẽ bị phản vệ lại hay sao? Nếu tôi đã làm thì tôi không bao giờ sợ hãi. Ông ta là kẻ đáng phải chết. Cô còn mẹ có phải không? Cô không nghĩ đến mẹ của cô sao? Nghe nhắc đến mẹ, Hoa bật khóc. Mẹ cô, một người phụ nữ hiền lành, tần tảo nuôi cô sau khi bố cô mất. Bà ấy luôn nói với cô những điều hay lẽ phải, luôn mong muốn cô trở về quê sống cùng với bà sau khi tốt nghiệp. Bà ấy nói chỉ cần có cô ở bên cạnh, mọi vinh hoa phú quý đối với bà chỉ là phù du. Thế nhưng vốn là một người có tham vọng, Hoa không chịu an phận như vậy. Cô muốn lấy được một người chồng giàu có để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con cô, dù người đàn ông ấy có lớn tuổi hơn cả mẹ cô. Hoa ban đầu quyến rũ ông Kim là vì muốn bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với ông ta, cô nhận ra người đàn ông này rất tài giỏi, rất quyết đoán, cũng rất ga lăng. Vì thế cô đem lòng thực sự yêu ông ta lúc nào không hay. Có vài lần Hoa ướm lời, nhưng ông Kim luôn nói tuổi tác với bọn họ chênh lệch quá lớn. Con gái ông ta chỉ thua Hoa có 5 tuổi thôi. Kết hôn xong, sợ sống sẽ không hạnh phúc được. Hoa biết nỗi khổ của ông Kim,
nên cố gắng tỏ ra là mình già dặn, cũng làm thân với Lan, để cho ông Kim biết giữa họ không xảy ra mâu thuẫn mẹ kế con chồng. Vốn dĩ Hoa rất tự tin sẽ chinh phục được ông Kim, không ngờ ông ta lại phải lòng chi, lập tức dùng tiền để đá cô ra. Hoa rất hận, hận người đàn ông bạc tình bạc nghĩa này. Vì thế ngoài mặt cô ta tỏ ra vui vẻ cắt đứt với ông, nhưng bên trong thì âm thầm lên kế hoạch hại chết những người ở xung quanh ông, để một mình cô ta làm chỗ dựa cho ông. Thế nhưng bùa ngải không phải là thứ dễ chơi. Mấy hôm nay Hoa đã cảm nhận được sức khỏe của mình xuống dốc trầm trọng rồi. Hôm trước mẹ Hoa lên thăm con gái, thấy cô xanh xao thì lo lắng lắm, nhưng Hoa chỉ gạt đi. Cô ta biết mình không có khả năng kiểm soát được thứ tà ngải đó lâu, rồi sẽ có ngày bị phản vệ. Thế nhưng cô ta không chấp nhận kết cục như vậy. Cô ta muốn trước khi chết vẫn phải đạt được điều mình mong muốn, đó là giành được ông Kim về tay mình, sau đó lấy một số tài sản của ông chuyển qua cho mẹ mình. Đời này phước đức của cô ngắn, nếu cô chịu tu tâm dưỡng tánh, có lẽ ông trời sẽ không bạc đãi. Nhưng cô lại dùng hết phước đức của mình để làm chuyện xấu rồi. Tôi thấy thọ mệnh của cô không còn lâu nữa. Tại sao cứ cố gắng tranh giành những thứ không thuộc về mình chứ? Dù có đạt được, cũng phải đánh đổi bằng tính mạng. Điều đó đâu có ý nghĩa gì. Hoa im lặng, rồi bất thình lình phun ra một vũng máu. Thứ tà ngải đó, cô thỉnh được ở đâu? Hoa cố gượng dậy, nói với Sự. Ở trong một căn nhà hoang ngoại thành, có một nấm mộ vô danh. Tôi đã mua từ một thầy mo một cây ngải để đem trồng lên nấm mộ đó. Sau đó tôi cho nó uống máu đủ ngày, nó sẽ nhận chủ và giúp tôi làm việc. Tôi đã sai khiến nó hại gia đình ông Kim. Rồi chừng như muốn chứng tỏ lòng mình, Hoa đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn ông Kim. Em chưa bao giờ muốn hại anh, em chỉ muốn anh thuộc về em mà thôi. Mù quáng, ngu ngốc mà. Thật sự lúc này ông Kim rất muốn bóp chết Hoa. Ông cũng không nghĩ ra vì sao ngày trước mình lại thích cô ta. Hoa nắm lấy gấu quần ông Kim mà khẩn cầu. Em biết mình đã phạm phải nhiều tội lỗi, nhưng anh có thể giúp em một chuyện được không? Nội, xin anh hãy đưa em về quê với mẹ. Vị sư nhìn qua ông Kim, ánh mắt như muốn nói là ông nên đồng ý. Ông Kim chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của Hoa, bởi ông biết Hoa sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật khi sử dụng ngải để giết người. Ông cũng không muốn cô ta chết trong căn nhà này, nó đã quá đủ tang thương rồi. Trước đó bọn họ cùng nhau đi đến ngôi nhà hoang kia. Đúng là bên trong có một nấm mộ nhô lên, cũng có một cây ngải hình thù kỳ lạ. Khi có gió thổi qua, nó tạo nên những âm thanh lanh lảnh ghê rợn, giống như là tiếng cười. Sư trụ trì tụng kinh làm lễ. Sau hơn một giờ đồng hồ, cây ngải dần trở nên khô héo rũ xuống. Sư bấy giờ mới nhổ nó lên, cho gọn vào tay nải rồi đem về chùa, phòng trường hợp có kẻ bất lương lại đến đây cho nó uống máu thêm lần nữa. Ông Kim phải về lo tang sự cho con trai và săn sóc cho vợ mình, nên thuê xe để người ta đưa Hoa về quê. Ông thực sự không muốn gặp lại cô gái đó nữa. Trước khi rời đi, Hoa thì thào nói. Anh có biết không, tôi đã gọi cho Lan và kể cho nó nghe về mối quan hệ giữa tôi và anh, đồng thời nói những lời kích động để cho nó tự sát. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Đúng là tâm ma của tôi đã lớn quá rồi. Ở lần gặp gỡ cuối cùng này, ông Kim đã cho Hoa một bạt tay. Hoa ôm mặt, muốn khóc lại thôi. Cô biết mình xứng đáng bị như vậy. Chừng một tuần sau, ông Kim nhận được tin Hoa chết.
ông cũng không tỏ ra một chút xót thương hay phẫn uất gì. Tính mạng của cô ta đổi lấy tính mạng của hai đứa con ông, như vậy vẫn chưa công bằng. Nhưng ông cũng không muốn tính toán gì thêm khi nhìn người mẹ khắc khổ của cô ta. Sau khi Chi bình phục, hai người đã chuyển đến một căn nhà khác để quên đi mọi đau khổ về hai đứa con đáng thương. Và con đường công danh sự nghiệp của ông Kim về sau cũng dần lụng bại đi, chẳng còn được như xưa. Chắc có lẽ cũng đã đến lúc ông ấy phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngải Độc Trong Căn Nhà Hoang của tác giả Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.